đây. Được chưa? Chúc mới là rồi, nói chung là như vậy. Năm mới Tết Quý Mão 2023 thì chú Thiếm không có gì ngoài tắm chân phải nói. Ngoài tắm chân tình là có dành cho mấy cháu. Rồi. Nó cử quần mấy giờ rồi. Rồi, đó là kia lên chứ. Rồi không, hai cháu này là con ở trong nhà là tính sao? bây giờ mừng rút đi. Dạ, không có. Đây là em phải mừng chúc trước chứ hả? Rồi con chúc em chúc ông bà đi. Chưa giải mà giống tôi. Anh Khang thì bữa. Con đèn chỗ đóng. Không đèn chỗ đóng. Rồi giờ chúc mừng là con rút đi con. Con rút cái tờ nào, con rút tờ nào. Con để lấy kéo thêm rồi nhỉ. Rồi chúc mừng năm mới là ăn nhiều nha, cho mau lớn nha, học giỏi khỏe mạnh nha. Rồi con mở ra đi. Rồi con mở ra đi xong rồi chúc tới cô Yuna, để cô Yuna nuôi xì kìa con. Trời ơi. Con là nhỏ nhất trong nhà mà. Yuna không đội hả? Yuna không đội mũ. Con chúc Yuna không đây. Con chúc tới cô Yuna kìa. Cái này là hên xui nha. Trời ơi. 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 Tính ra là có rồi con có hai chúc, có chúc là có đây tí là con có luôn. Dạ năm mới con con kính chúc chú Thiếm an khang, vợ chồng con kính chúc chú Thiếm an khang nhiều may mắn rồi vạn sự như ý. Cảm ơn rồi chúc vợ chồng năm mới thành công sức khỏe. Rồi rồi rút đi mà cho anh rút cái tờ trong này. Mọi người thì không biết đâu nhắn lại. Không thì anh thích ở trong, anh thích mấy cái trong kẹt á. Ở đây luôn đi. Lấy đi. Mà của con đó luôn hả? Đó luôn cho rút đi. Rồi. Rồi. Lại vé số hả? Thôi con vé số này được rồi em. Xích con cho mai. Group là nhiều lắm á. Ừ, nhưng mà quý được nha, trụng là chia trụng chiều nha. Group là nó chúng là phải chia hết thì mới được chứ. Không có kỹ đâu. Mà sao mà gọi là không nghe máy là bị rồi chứ. Trong 20 mấy triệu chia cho 10 người. Rồi thôi bây giờ vậy thì bây giờ anh phải chúc vô là chúc trúng số. Rồi bây giờ chúc chú Thiếm kìa. Rồi thắng nha. Anh chúc mấy cháu là chúc trúng số. Năm mới Tết đến, vợ chồng con chúc chú Thiếm chúc chú Thiếm năm mới có nhà mới. Gặp nhiều may mắn, có nhiều sức khỏe, tiền vô như nước, tiền ra chảy dọc như cà phê phim. Năm sau có thêm đứa nữa. Ba phải chúc hai cháu trúng số. Đầu tiên là chúc hai cháu trúng số. Chúc cháu trúng số luôn. Đây là chủ thay mặt cho Thiệm về hai đứa nhỏ chúc hai đứa là vẽ sổ là đúng ha. Mình chỉ mới nhiêu nhưng mà chúng mình năm mới là làm ăn là tận tới ha, sức khỏe dồi dào ha, đạt nhiều ý nguyện đó. Nguyện gì đạt đó rồi hai cho hai vợ chồng rút đi mỗi đứa một tờ. Rút chỗ mô em. Con từ từ. Ủa hết rồi. Con mà đủ mà. Em rút tiếp đi. Ở trong này ai cũng quyền tự tự mà. Cái băng keo. Gỡ ra. Gỡ cái băng keo từ cái vương bình ra. Nên là cái nào sợ. Cái sợ sợ em biết mình sợ gì hay mà. Mà. Sợ. Rồi mở đây. Có cái gì cực gì. Số lại đây à. Ở trên kia đâu có giờ. Ui. Đâu có giờ. Nhìn tài nha. Ơ cũng 20 à. Từ 100 ở đâu rồi? Có từ 100 rồi. Ở đâu 100? Từ tiếng mới sớm thì con nghe có mà không? Rồi rút luôn. Ủa tài nào cũng có số hết vậy. Là ai mà trúng 100 là xinh nhất. Rồi. Giờ last chance nha, one of three nha. Bóc tay cho 100 cái. Hay là Thiếm đang suy nghĩ hôm bữa chú ơi, ta bỏ vô rồi mình chú mới rút ra. Không biết nha. Năm mới con chúc chú Thiếm là sức khỏe. À, nhiều thành công và niềm vui. Hôm nay em thì khỏe mạnh, học
Rồi thím sẽ lấy cái này nha, thím rút nha. Rồi rút đi thím. Dạ. Ô nặng à. Lắc thím lắc được. Dạ lắc. Sao mà đi lấy cái nhỏ vậy? Vô nè, vô nè. Ủa chỗ này cũng được luôn. Chốt đi, chốt đi, cái này đây. Rồi lại đây, daddy quay đi, daddy quay cho hai. Tụi con cũng biết nói cái gì. Bây giờ chỗ này vòng tay lại. Chúc anh chị đi. Chỗ này chúc anh chị. Chúc là chúc anh Chiến, chị Hợp, cháu Mận. Năm mới anh vạn sự như ý, con nói to lên vạn sự như ý.
Giỏi, rồi lúc đây con thích cái này, con lợi cũng biết quanh thôi, only one. Trời ơi, Juna mở ra con này, cái này đồng. Mở ra cái này hết rồi, đúng này. Giờ Juna được 50 trong. Cái special, anh Chiến mét luôn á. Trời ơi, trời ơi. Rút ra con Juna được nhiều. Đồ, cái này là đồ á, mày rút. Ôi, trời, nặng quá, nặng quá. Cái này được 2 đồng luôn. Ôi, đã chưa. Chưa, đã hơn. Happy chưa? Happy rồi, bỏ vô đây. Thích lắm, thích đồng tiền xu đó lắm. Rồi, trời ơi. Rồi, Suka, chấp đi. Ra mặt đổ ra, ra mặt đổ ra bao nhiêu nè. Rồi hạn đổ xu ra ngoài. Năm đồng luôn. Rồi, cái đi ca bỏ lại. À, Suka. Vậy là thím được nhiều nhất. Làm nhiều tiền. Gì nữa? Gì nữa? Còn gì nữa không? Tài sử mấy ý. Giỏi. Mở ra liền. Thấy xu rồi đó. Rồi, lại. Đó là đôi khi cái tiền xu nó không có cái gì nó khác ở trong đó. Được nhiêu đồng? Mấy đứa nhỏ cái lấy đâu? Đây. Con lấy ra được xu. Luôn á, anh Chiến dán lại luôn á. Có dán đâu? Để cho, đưa ra, đưa ra. Đó. Được xu. Được xu. Ủa sao kỳ anh đang bỏ gì? Đồng đây đồng may mắn á. Đó, đồng xu đẹp á. Vậy là mẹ. Đồng xu đẹp quá trời nè. Mẹ mở. Không, bình giá cao nhất là nhiêu nữa cho hai tụi nó phấn đấu. Để đi, bất ngờ. Bất ngờ. Để tụi nó phấn đấu. Cái mời mà lại 100 đó. Bất ngờ. Chúc anh chị đang vui vẻ. Sức khỏe. Chúc sức khỏe. Dồi dào. Gì nhắc bài ghê mẹ. Không, hai vợ chồng tương trợ. Dồi dào. Hả? Dồi dào. Thì đồng ơi, nhiều sức khỏe. Dồi dào chị mến. Dạo dạo chị mời ta. Ơi, chúc cho hai em năm mới cùng làm ăn tấn tới, mọi việc suôn sẻ thuận lợi, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Ha. Rồi, đại diện đi, rút đi. Thảo rút đi. Dở đi. Dở. Không có chung. Và không có tiền. Không có chung. Dở. Rồi rồi thôi tới nha. Nè, là biết tối nay đánh bài cần ăn ngay rồi nha. Năm mới chúc anh chị sức khỏe, nhiều may mắn. Nhìn chơi là gì đừng có nhìn thấy, nhìn chơi là phải có động lực. Rồi. Em chúc lại em đi. Anh chúc đi. Ơi chúc em năm mới là cũng là học hành thật và giỏi, nhiều sức khỏe, lúc nào cũng là vui vẻ để cho ba mẹ kiếm được nhiều tiền với chị. Là không có đâu, cái đó có hai đồng lúc đây, tờ hai đồng lúc gì á. Hai đứa cùng một lúc đi. Chúc anh chị năm mới dồi dào sức khỏe, con đời cháu đóng. Tụi tôi đóng thôi. Con bàn cháu đó. Là cháu đó hả mày? Chắc mình đóng. Rồi, em đấy. Tôi chúc mày. Chúc cho hai đứa là làm việc, học cũng như là làm việc thì lúc nào cũng tấn tới. Chúc cho Tài thì mau lớn, nhiều sức khỏe, học hành cũng là giỏi, và lúc nào cũng ngoan lành để cho ba mẹ vui lòng ha. Sắp sắp nghe răng răng rồi đó. Nó kêu rồi. Mấy cái nhỏ cái này có tiền xu nè. Nè rồi bỏ ra. Thôi tới. Đi, mở đi, nhiều. Thôi tới. Vậy là con bé lành. Vậy là tối nay biết đánh bài ăn ai rồi. Biết đánh bài ăn ai rồi nha. Trời, anh lấy hai cái phong bì đỏ. Tính ra là ba đứa này thích nhất. Ba đứa nhỏ đó. Không, kể tại nó thích màu mè, nó thích cái mấy cái này nè. Không, anh cũng, anh ấy, trời, để cái phong bì bự để cho chú Thiếp. Để anh định nói rồi, để cái phong bì bự để cho chú Thiếp. Đi, đi lúc cái phong bì nhỏ. Ngon mà, được ngon mà. Được ngon, được ngon mè. Chú Thiếp. Tôi năm nay chơi lớn à. Năm nay chơi lớn à. Tôi có tầng trăm. Có không? Nè nè. Nó cảnh kéo. Quá đi nha. Rồi con thế này, con chúc con chị nha. Con thế này. Con chúc đây con chị hai con chúc đây. Con mong muốn cái gì cho hai anh chị thì con chúc. Mong muốn được được một chút năm mới rồi. Chúc anh chị. Em
chúc anh chị khỏe mạnh, có em bé. Anh chị. Anh chúc anh được bạn mẹ. Làm ăn sao? Làm ăn nhiều tiền. Nhiều tiền, rồi cũng rồi. Còn gì nữa không? Tự như ý thôi. Rồi con lại con rút đây. Rồi đúng rồi, mọi cặp đại diện đi ha. Đại diện đi. Thì con lão Đắc Thọ, ok. Chú Thiếm chứ. Thiếm mấy rồi nhường cho anh em đó. Rồi, ok. Rồi, chúc cho hai em giống như hồi nãy. Chúc cho Thảo là năm mới càng ngày càng có nhiều thành công hơn, phấn đấu hơn. Sớm có em bé để cho ông bà, cha mẹ, có cháu bồng. Chúc cho tháng anh hai mới qua bên này có 12 năm thôi. Hai bên luôn tiếng Việt rồi. Thôi, chúc tháng một lần nữa là lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn tấn tới, tấn tài, tấn lộc, vạn sự như ý. À, rồi, nói anh chị đại diện nè, anh chị lấy cái có nằm đọc trong đó thôi, nhưng mà thôi lấy rồi, cái hai đứa lúc nào hai thằng cuối cùng có một... Tại vì biết sao một, tại vì nó tụi nó hết phong bì cho nên nó phải xài cái này. Một to một bé, lấy đi. Chút đi giả rồi lấy giờ có được đổi gì. Năm mới, chúc anh Tụt, chị Thảo. Cái chúc anh thắng đi năm mới mà. Năm mới, anh hãy chúc anh Tụt 26 năm rồi, mà 26 thì Tụt rồi. Cái đừng làm mà Tụt. Năm mới chúc anh thắng. Rồi về sức khỏe. Nhanh chóng có em bé. Chúc chị Thảo có em bé. Chú nè. Wait. Làm ăn phát đạt, tiền vô như nước. Ok. Nữa hết rồi hả? Nữa đây hết rồi, nó bí rồi, hết rồi. Anh dạ. Mai đợi anh Tài rút đã, đợi anh Tài chút đã. Chúc đen năm mới em chúc anh chị tấn tài tấn lộc, sự như ý, ăn may làm ra. Ok. Chúc anh chị sớm cái em bé ăn may làm ra. Hết rồi hả? Hai đứa rút đi, ăn nên làm ra.
thì nó muốn ăn gì nó ăn. Nó ăn mày. Nó muốn ăn mày. Rồi, thôi. Nó ăn gì nó ăn. Khôi. Zuna, khôi con Zuna được nhiêu nè. Khôi nè. Rốc ra, rốc ra. Ôi. Trời ơi, dữ à. Mình đâu bằng kia mất ra. Zuna được nhiêu. Không, dưới 1 năm là ông sao nha. Cảnh sát ở Việt Nam đâu có ai bắt. Ở bên